Xin chào tất cả bà con. Hôm nay thì nhà vườn Vũ Tiến đánh đảo 500 cây chanh tứ quý, vanh gốc từ 30, chiều cao từ 2m đến 3m, tán rộng đẹp. Và những cái cây như thế này nhà vườn Vũ Tiến đánh đảo và dâm mù tại chỗ. Khi nào mà bà con có nhu cầu mua chanh tứ quý, cây to, cây đang có trái hoặc những cây thế thì bà con có thể là liên hệ cho nhà vườn. Và bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ quay sát cận cảnh quy trình đánh đảo cây chanh tứ quý. Đấy, gốc to, đánh bầu to đẹp. Đấy, cây này cây là thoát thân tán dù, quả rất là sai nhá, lá rất thơm, ăn lá ăn quả ra quanh năm. Chanh tứ quý thì có thể trồng ở chậu, trồng vườn đều được, bởi vì dòng này nó rất dễ ra quả. Cái dòng chanh này càng đánh đảo nhiều thì nó lại càng sai hoa sai quả, bởi vì bản chất của cây chanh thì là chanh đảo, quất đảo đấy, thì là càng đánh đảo thì dễ nó đứt ra, thì nó càng tiết ra các cái hormone kích thích cái sự ra hoa đậu quả đấy, giúp cho cây chanh lúc nào cũng sai hoa sai quả đấy. Các bác có thể xem những cái cây nó đang nên có cả tạ quả trên cây như thế này đấy, rất là sai luôn. Đây hơn một tạ quả. Đây là chuẩn chanh tứ quý, nó ra quanh năm, cứ hết đợt hoa này lại đến đợt quả lọ đấy, nó cứ ra hết đợt lọ này đến đợt kia, quả rất to luôn. Và cái loại này thì rất là ít hạt và cái tép nước của nó rất to, rất mọng và rất là sai và rất là nhiều nước, đặc biệt là rất thơm, nó không mùi vị của nó rất thơm. Đây cả nhà có thể xem những cái quả chanh to mà dẻo như thế này đấy, rất là năng suất. Thì các bác có thể là mua những cái cây chanh như thế này về trồng gia đình, là trồng một cái là ăn trái ngay, ăn quả ngay, không cần phải chờ đợi. Mà một cây như thế này thì rất là sai, có thể là một nhà ăn, cả xóm ăn cũng không hết được, bởi vì là nó ra quanh năm, lúc nào nó cũng ra sai như thế này. Và cái cách chăm sóc của nó rất đơn giản, không cần phải cầu kỳ. Cái dòng này thì em sẽ đánh đảo tại chỗ, dâm mù tại chỗ, thì là nó sẽ ra rễ mới và nó sẽ ra đợt hoa đợt quả mới, sẽ ra liên tục. Càng đánh đảo nhiều, càng trồng nơi này nơi nọ, cây chanh thì càng bị đứt rễ thì nó lại càng ra rễ non, rễ chùm thì nó lại càng ra sai quả. Đấy, đặc điểm của dòng chanh nó là như thế. Và bà con có nhu cầu mua cây chanh tứ quý thì có thể liên hệ cho nhà vườn Vũ Tiến qua số hotline là 0388 744 666. Nhà vườn Vũ Tiến có rất là nhiều những cây đẹp, cây VIP, cây đẳng cấp. Đây bà con xem này. Đấy, những cái cây to như thế này, gốc nó bằng bắp chân này, và nó thoát thân đẹp nên thì nhà vườn sẽ chọn lọc những cái cây nào mà nó có cái tính chất gọi là thương mại, những cái cây mà nó có độ đẹp thẩm mỹ thì nhà vườn mới đánh thôi, chứ còn những cái cây mà dạng bụi mà lùn thấp mà xấu nhà vườn sẽ không đánh đảo, và nhà vườn sẽ chỉ để thu hoạch quả thôi. Bản chất của cái vườn chanh này nhà vườn Vũ Tiến là sẽ đánh thưa đi để nhà vườn Vũ Tiến sẽ thả gà vào đây. Đấy, sẽ nuôi thêm gà, thế này là phải đánh thưa cái mật độ cây đi đấy, bởi vì nó trồng quá là dày thì cái giá thành của cây chanh mà nhà vườn Vũ Tiến bán cho bà con thì rất là rẻ. Đấy, thì là nó cây rất là to, bình thường ở ngoài người ta bán, ví dụ đây người ta bán 5-7 triệu một cây, nhà vườn Vũ Tiến chỉ bán 2 đến 3 triệu một cây thôi, rất là rẻ thôi. Đấy, những cái cây to như thế này ở ngoài người ta bán cả chục triệu đồng. Đấy, nhưng mà riêng đối với nhà vườn Vũ Tiến chỉ từ 2 đến 3 triệu, 4 triệu là những cây to rất khủng rồi. Đấy, bà con nhá. Rất là to luôn, cây to khủng luôn. Đấy, còn tùy theo cái mức độ đẹp của cây, ví dụ là cây nào nó xuất sắc, nó đẹp xuất sắc đi. Đấy, thì là nó sẽ đắt hơn 500 1 triệu. Cái đấy là chuyện bình thường, bà con có thể hiểu được và chấp nhận được. Đấy, bà con xem này. Đây là những cái gốc này. Cây rất là to luôn. Gốc cây rất to và khỏe. Đấy. Phần trên là cây chanh này, phần dưới là gốc bưởi này. Ghép rất là lâu rồi, hơn chục năm rồi. Đấy, bà con đi xem này, những cái phần mà gần ghép với phần thân ấy gần như nó là một luôn rồi. Đấy,
nó là một, nó không hề phân tách, chỉ có chẳng qua là bà con nhìn kỹ thì mới phát hiện ra nó là cây ghép thôi, nhưng mà thực tế là nó ghép rất lâu rồi. Và những cái cây chanh ghép này thì mọi người nghĩ là nó không bằng cây chanh nguyên bản thì mọi người sai lầm. Cái những cái cây ghép này thì nó mới là năng suất và quả nó mới to mới sai. Chứ còn nếu mà ghép vào chơi cây nguyên bản của nó thì không bao giờ sai được bằng như thế này, mà nó chất lượng như thế này. Bởi vì cái gốc chanh của nó làm sao to bằng gốc bưởi được, nó làm sao khỏe bằng gốc bưởi được. Thế nên là bà con yên tâm nhé, hoàn toàn là yên tâm. Nhà vườn Vũ Tiến thì xuất bán cây chanh tứ quý này cho bà con, này bảo hành cho bà con là cây sống, cây ra quả và cây năng suất cao và sai quả. Hãy cảm ơn bà con rất là nhiều. Kính chúc bà con sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con.